Và round đấu Piston, vâng, camera quay khá là chậm. Tỷ số bây giờ đang là 0-0 và như vậy là Poland vừa có được một mạng của Ren rồi. Lại một lần nữa chúng ta thấy Ren được đồng đội drop P250. Tuy nhiên lần này Ren không giết được ai. Round đầu tiên, map tiêu đầu tiên thì Ren P250 làm 3, map thứ hai thì giết 1, map này thì chết chay rồi. Bây giờ làm đúng 5v3. Và chúng ta cũng chờ xem tình huống này sẽ làm đúng tràn ra hay không. 5v3 lợi thế đang dành cho các viên SK Gaming trong round lần này. Và giờ Nico đang cầm của P20 chạy ngược với khu bom xe B. Đây là một đúng chạy về kê thôi. Nico đang kê xem B có để hay không. Cánh viên của team Fakeland họ đang tỏ ra là nhà con nhà có điều kiện. Các bạn thấy họ đang bắn đến hai khẩu P20 trong thời điểm hiện tại. Vâng, bắt đầu là đấu súng. Câu Zeta đang bắn ở mid và Câu Zeta chưa có mạng rồi. Biến Câu Zeta. Câu Zeta có được một mạng của Master. Đổi được mạng cho Nico. Fallen headshot được Nico. Còn lại Cardigan. Cardigan có được một mạng trước khi nằm số 7 Fallen. Và rào tăng đầu tiên nó thuộc về cánh viên của team SK Gaming. 1-0 dành cho SK Gaming. Và đó là một round đấu xuất sắc dành cho Poland. 3 họ sọ với khẩu USP. Vâng, 3 cái sọ với khẩu USP. Và bây giờ mình bật tiếng rồi. Vừa bật tiếng rồi. Tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho các anh viên của team SK Gaming. Và bây giờ thì các anh viên của team Fakeland sẽ có một round up cố 2 quả sấm mốc. Có vẻ như SK Fakeland họ đang muốn tràn mid rồi. Nết ném ra. Vâng, quả nết ném ra không mất nhiều máu. Gần như là mất có 2 máu với quả nết vừa rồi thôi. Các anh viên của team SK mình họ đang có một tiếng đẩy mid. Và Phơ lại tiếp tục cái bài quen thuộc của mình. Vâng, cái bài mang tên đẩy. Anh Phơ đang bắn rất cục, các bạn thấy. Đẩy mid, đẩy ra giữa mid để bắn nhau. Và bây giờ thì Phơ bắt đầu lùi về rồi. Phơ sẽ đối đầu với Ren một tiếng này. Ren đang bắn gì? Ren bắn CZ15. Và Phơ sẽ người có lợi. Và bây giờ thì Phơ, úi dồi ôi, một viên vào mồm rồi. Thôi đi về, đi về, đi về. Vâng, Phơ đang đi về. Trong khi đó thì Taco đang bị gây sức ép. Taco đang canh lầu về. Taco đang quá bất cẩn rồi. Vâng, Cardigan đã bỏ ra khu vực lầu về. Giờ thì Taco. Vâng, Cardigan. Cardigan nhảy xuống và chúng ta xem Tarian đau lộ rồi. Và Câu Zera đã hạ gục được Cardigan. Rất may tình huống rồi, Câu Zera đã tỉnh táo. Nếu không thì Cardigan đã làm một điều không tưởng. Vâng, có một tiểu móc được lầu về khi mà Taco đã bỏ khu vực lầu B hoàn toàn. Và giờ thì Pearl đang bắn cương khu vực jungle. Chúng ta thấy vâng, dưới chân trên đầu đang là Nico và dưới chân đang là Pearl. Nico không nhìn nữa rồi. Giờ thì Nico đang cố gắng. Chúng ta cùng chờ xem Nico đã chiếm được. Và bây giờ lại đẩy ra. Pearl chưa có mạng. Vâng, Pearl bị bắn yếu và Nico chuẩn bị đái đầu Pearl hay không. Như vậy ở đây là ông Pearl. Bây giờ thì Nico có được một mạng Câu Zeta rồi. 3v4. Vâng, từ một tình huống 5v4 thành 3v4. Bot đang là người đứng trong sai. Bot có M4 và tình huống này bot cần phải có một tỏa sáng. Bom đang được di chuyển ngược về khu bom xe B chăng? Đây là tướng mid tăng connector rồi. Tăng connector lên A. Và bot đang bỏ bom xe A. Có một ram đến từ vị trí của Poland. Poland đang giữ vị trí rất quan trọng. Và như vậy bot đang gục đôi Lobster. Bom bắt đầu đặt. Poland đẩy lên. Và bây giờ Poland đang gục qua đền. Bom rơi rồi. Đền có cho mình một mạng Poland. Bom được đặt. Bây giờ đẩy luôn đến từ bot đi. Đẩy luôn tam rồi. Đi mẹ mày. Bây giờ là chúng 2v2 và chúng ta cũng xem. Vâng, như vậy là Taco đã hạ gục được Nico trong jungle. Trở lại một mình Ren rồi. Ren đang cố gắng solo em. Vâng, Ren đã lộ vị trí. Và giờ sẽ là một thùng retake bomb. Taco với cả bot sẽ đẩy vào. Sẽ có một người gỡ và một người kê. Và chúng ta cũng chờ xem gỡ Pech và hai người cùng kê từ này. Gỡ luôn đến từ Taco. Và giờ thì bot sẽ là người kê. Vâng, bot kê trước và chắc chắn bot sẽ có lợi. Và như vậy đó là thùng headshot của bot. 2-0 dành cho team SK Gaming. Vâng, 2-0 dành cho các anh viên của team SK Gaming rồi. Tình huống rồi bot mà đẩy vào chắc chắn sẽ là một round thắng. Tại vì các bạn thấy cái tình huống đặt bom vừa rồi. Lúc đấy là đặt bom còn có 5 giây thôi. Và nếu bot đẩy vào, kể cả bot bị đối phương bắn chết thì chắc chắn bom cũng sẽ không thể đạt thành công khi không đủ tham. Nhưng bot cho tình huống rồi có một tình huống xử lý quá an toàn thì đúng hơn. 2-0 dành cho team SK Gaming rồi. Và bây giờ thì Poland đang đứng đẩy mid với khoảng MP9. Đây là round eco tiếp tục của Fakeland. Chúng ta xem Poland chuẩn bị hốt eco. Vâng, round hốt eco đang kê đến 5 người. Úi lộ 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 lộ. Úi giời, Snape. Và lần này thì Cardigan headshot được Poland rồi. Lại mất người. Olofester hạ gục Fer thành công. Bây giờ thứ 3v5. Cái viên của team SK mình họ đang bắn quá mạo hiểm. Họ đã bắn quá mạo hiểm và bây giờ thì Nico hạ gục được Taco ở bên đối. Bot có cho mình một mạng của đêm. Nhặt súng rồi, không được rồi. Câu Zera đổi được một mạng. 2v3 vẫn có thể làm được khi mà các viên của team Fakeland trong round này họ không có giáp. Và giờ thì hai khẩu M4A4 rồi. Câu Zera đang cố gắng solo em nhưng có một chúng chạy lầu B đến tức Cardigan. Và có vẻ thì Câu Zera đã nghe thấy rồi. Bây giờ chúng ta thấy Câu Zera nó bách ngược về khu vực bom xe B. Và Câu Zera nhìn thấy Cardigan rồi. Một pha di chuyển rất khéo từ Câu Zera. Cardigan đang không biết Câu Zera đây. Và như vậy Câu Zera có mạng thứ hai. 2v2.
Cozera và Boots đối đầu với Guardian và Olof Meister. Guardian đang có thiếu móc Market và bên Olof Meister là quả cầu rời cho người đồng đội mình. Chúng ta hãy xem Boots đang đẩy vào. Bây giờ thì Boots, Boots lộ vị trí hỏi nhưng Olof nằm xuống. Guardian đổi được một mạng. Tình huống bây giờ là 1v1, bom đặt khá là xấu và bây giờ Cozera đang gỡ luôn. Chúng ta cùng chờ xem. Và Cozera lộ rồi, chưa có mạng. Bên Cozera bị bắn yếu rồi. Chúng ta cùng chờ xem. Cozera. Và như vậy Cozera là người chiến thắng. Vâng, 3 mạng dành cho Cozera. Sai lầm đến từ Poland và Pearl ngay từ đầu round. Nhưng rất may Cozera đã có một tiếng tỏa sáng cá nhân, đem về round thắng thứ 3 cho team SK Gaming. Lại một lần nữa SK Gaming họ thắng nhưng họ rất nghẹt thở trong tình huống rồi. Lại một lần nữa chúng ta thấy rằng SK Gaming dù thắng nhưng họ thắng rất vất vả. Họ để đối phương ăn đến 4 súng trong round đầu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 3-0 và đây sẽ là kỳ round rất quan trọng khi mà SK Gaming đã yếu tiền rồi. Nếu thua round này thì SK Gaming sẽ bị eco 2 round ngay lập tức. Đây sẽ là kỳ round quan trọng của trận đấu dành cho SK Gaming. Và Poland, một quả smoke fake của lầu A đến từ Poland và sau đó cờ bọt đẩy đầu. Với quả smoke fake này thì thường các player của đối phương bên T-side họ sẽ nghĩ rằng vâng, đối phương smoke lầu A từ sớm thì chắc chắn là không đẩy lầu A. Nhưng Poland ném quả smoke fake để cố tình lừa đối phương, đó là một tình huống mình đẩy lầu. Các bạn thấy một tình huống ném smoke fake hack não nhau. Tuy nhiên thì Pekland họ vẫn đang kê rất cẩn thận, họ không hề có ý định đẩy ra. Một quyết định bắn an toàn đến từ các thành viên của team Pekland, không phải là quyết định mạo hiểm. Và giờ thì Poland đẩy vào, Poland sẽ đối đầu với ai đây? Và như vậy là Nico là người chiến thắng trong tình huống đấu súng này. Một pha đẩy vào của Poland và cuối cùng thì Poland đã bị ăn bởi Nico. Lại mất người bởi những tình huống đẩy lẻ đến từ team SK Gaming. Vâng, liên tục những tình huống đẩy lẻ đến từ team SK Gaming luôn luôn đưa họ vào thế mất người ngay từ sớm. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ thì các thành viên của team SK Gaming họ vẫn đang cố gắng giữ. Fer vẫn đang bắn rất cục của mid và bây giờ thì Fer. Vâng, đó là một mạng, không có double kill. Vâng, bây giờ thì Fer bắn yếu luôn được Cardigan rồi. Bách về và bot cũng alo vị trí, bắt đầu trả flash ra rất nhiều bom. Bây giờ Taco đẩy qua smoke, Taco phát hiện đối phương rồi. Bây giờ thì Taco nằm xuống bể lên. Vâng, rất khó với một tiếng đẩy qua smoke đến từ Taco. Bây giờ thì nhìn thấy và như vậy là Cozera không đổ được mạng, chỉ còn lại một mình Fer thôi. Chúng ta thấy 1v4 và bây giờ thì Fer đối mặt với cả Guardian. Và như vậy là Guardian hạ gục được Fer. Round thắng đầu tiên đã thuộc về bên phía của team Pekland, bên phía T-side. Và đúng như điều mà tôi nói, SK Gaming rất yếu tiền rồi. Và như vậy là SK Gaming quyết định full buy luôn trong round này. Full buy luôn. Deagle, giáp 1. Một round thua rất tai hại. Những cái round thắng vừa rồi của team SK Gaming luôn luôn là những cái round mà họ mất quá nhiều súng, khiến cho họ rơi vào trạng thái yếu tiền và round đấu vừa rồi. Lại là những tình huống đẩy và chết chay từ SK Gaming. Các bạn thấy rằng SK Gaming là một team họ đẩy rất nhiều. Họ đẩy rất nhiều và sau đó thì họ mất người. Không phải là một team họ bắn tốt ở những cái vị trí theo kiểu là đấu súng, những vị trí đi cơ bản, mà họ đang là một team bắn tốt ở những cái tình huống đẩy. Và bây giờ thì Fer lại cũng đẩy cống nữa thì phải. Tôi vừa nhìn thấy thanh niên Fer nhảy xuống cống rồi. Cozera đang bắn shot và đây là cái vị trí sở trường của Cozera. Cozera đọc play bắn Deagle ở khu vực đi shot cực kỳ hay. Rất nhiều lần Cozera giết rất nhiều người. Bây giờ cũng tràn về nhanh đến từ team Pekland. Tràn bê nhanh, Cozera đang người cover. Cozera có một mạng rồi. Bên này Cozera không có double kill nhưng Taco đổi một mạng qua đi. Bây giờ Taco đang bị quẩy, hai viên đi cầu rồi. Taco hết đạn rồi và Taco nằm xuống. Bây giờ là đúng vào vết bà. Vâng, có một tiếng móc đến từ vị trí của Fer. Fer đang móc rồi. Và như vậy là Fer hạ gục được Cardigan, nhặt luôn một cầu họp, nhảy ra rồi. Như vậy là Poland nhảy sai đam mình. Bốt hạ gục Olof Meister. Bây giờ trở lại một mình Ren. Ren đang bị quẩy từ ai hướng. Và như vậy là Ren nằm xuống bảy bốt rồi. Và ra thằng thứ tư thuộc về SK Gaming. Một key round trận đấu, một key round rất quan trọng trận đấu. SK Gaming đã giành chiến thắng. Một tình huống bắn tốt đến từ bộ đôi bom CB và đặc biệt là lại là thanh niên Fer. Vâng, không hiểu thế nào mà khi mà các thành viên của team Pekland còn chưa kịp đặt bom thì Fer đã đứng sau lưng hoàn toàn các thành viên của Pekland rồi. Đó là một cái bất ngờ quá lớn mà Fer dành cho các thành viên của team Pekland. Rõ ràng Pekland ngày hôm nay họ cần phải khắc chế được Fer. 4-1 dành cho SK Gaming và bây giờ thì Pekland sẽ có một round áp cố, một Deagle và 4 cò AK. Và giờ thì Fer lại đẩy mid nữa, chúng ta hãy xem. Tiếp tục là những tình huống đẩy đến từ thanh niên Fer. Fer đang đẩy rất nhiều trận đấu này. Và giờ thì có flash ném ra và chúng ta hãy xem Fer. Vâng, Fer tránh flash rồi, Fer chưa có mạng, lộ vị trí, đẩy ra, Fer nằm xuống bên Guardian rồi. Vâng, ngay lập tức thì Cozera đổi được một mạng của Guardian ở mid thành công. Tình huống bây giờ đang là 4v4, Cozera còn 44 máu nhưng Rain cũng chỉ còn con mình có 46 máu thôi. 4v4. Bây giờ thì khu vực mid đã được control bởi các thành viên của team Pekland. Và một tiếng đổi mạng đến từ SK Gaming. Và chúng ta cũng chờ xem tình huống này như nào đây. Cozera đã bách để bắn jungle. Các bạn thấy rằng giờ chỉ có một mình Taco đang bị solo B thôi.
bỏ luôn cả khu vực Bissot. Khi mà khu vực Bissot ở thời điểm đầu thì Cozena đẩy ra bắn chết người, và các viên của SK Minh họ đang hack não đối phương. Có nghĩa là lúc đầu thì một Bissot, Cozena đứng Bissot, và bây giờ thì chắc chắn đối phương sẽ nghĩ rằng có một Bissot. Và đây quả smoke one way, quả smoke one way của Boss rất khó chịu. Boss đang quăng pick người quả smoke one way. Người nhìn thấy rồi, và Boss có được một bài trước khi nằm xuống 7 lên 3v3, và Cozena vẫn đang giữ rằng ngổ. Tuy nhiên các viên Vickland họ vẫn đang phải kê về khu vực ladder, và bây giờ thì Paul lên hạ gục được lên ở connector rồi. Ngay lập tức Cozena móc ngược về khu vực connector rồi. Hai thành viên của Carrigan và Nico đang bị quay khá là khó. Cozena đang chọn bình góc đứng khá đẹp, và giờ thì Cozena đẩy ra gầu. Vâng, Cozena nằm số 7, Carrigan 2v2, bom được đặt thành công, chắc chắn là như vậy. Bây giờ Nico, Carrigan đang từng bắn khá cường. Chúng ta xem Taco đánh nhá rất nhiều tiếng này. Carrigan bắt đầu lùi về cả Nico như vậy. Nico đã chọn được mình vị trí khá đẹp, và chúng ta hãy chờ xem Volun sẽ làm gì trong pha xử lý này. Vâng, Nico đang kê, Volun đang nhảy check rất nhiều. Nico đang phải đặt tâm rất nhiều góc. Bây giờ Taco và Fallen sẽ đi tích bom. Chúng ta hãy xem, đó là mạng dành cho Nico. Bây giờ chỉ còn lại một mình Taco. Double kill cho Nico, và đào thắng thứ 2 thuộc về Fakeland. Một tình huống 3v2, và cách biến SK mình họ để thua trong tình huống vừa rồi. Một pha xử lý rất tốt của bộ đôi Carrigan và Nico. 2-4 dành cho Fakeland, và bây giờ SK mình lại yếu tiền một lần nữa. Vâng, lại là người ta tích full bài. Chúng ta thấy rằng SK mình họ đang bắn rất cục. Họ sẵn sàng chơi tới bến với cả team Fakeland. Vâng, lại áp cố một lần nữa. Giáp 2 luôn, CZ giáp 2, và thậm chí bot còn đang lên cho mình một khẩu pha mát. Lại là một round full bài. Và giờ thì có vẻ như SK mình họ đang muốn đẩy ram. Tuy nhiên thì Guardian đang góc kêu off rất đẹp. Không phải là muốn đẩy ram, mà một tình huống bắn 2 ram gần đến từ team SK mình. Một tình huống bắn cương 2 gần, bot và Fallen. 2 khẩu, một khẩu pha mát, một khẩu CZ. Và bây giờ thì Fallen nằm xuống đầu tiên về Guardian rồi. Rõ ràng việc Guardian kêu họp trước đã khiến cho tình huống đẩy ram không thành công đến từ các viên của team Fakeland. Và bây giờ thì Rain cũng có cho mình một mạng của Cozera của Bissot. Có vẻ như lần này thì không thể có một lần nữa mà SK mình chiến thắng ở trong một round áp cố được. Bom xe B bỏ hoàn toàn. SK đang chủ động bắt bài bom xe A. 3 bom xe A ở thời điểm hiện tại thôi. Và bây giờ thì các thành viên của Fakeland họ tràn ra B thì chắc chắn bom xe B sẽ clear. Chúng ta thấy rằng Taco đang bách về. Fakeland họ có vẻ như đang muốn đánh B khi mà bom đang được hold khu vực lầu B. Giờ thì Taco, Taco phải đổi được ít nhất là 2 mạng ở tình huống này. Đổi 1 thì chắc chắn sẽ thua, đổi 2 hoặc có thể phải đổi 3 mạng. Đây sẽ là quả flash, 2 quả flash ném ra, và Taco chắc chắn sẽ bị mù. Vâng, lửa ném ra rất nhiều, clear hoàn toàn rồi. Bây giờ Taco cần một tung tỏa sáng, chúng ta hãy chờ xem Taco. Bây giờ Taco không có mạng rồi, ngay lập tức thì cái giá phải trả là rất đắt cho mình bắn trượt vừa rồi. 2v4, và giờ thì bộ đôi còn lại đó là Fer và Boss quyết định xếp súng. Chúng ta có thể thấy rằng Rain đang có một tiếng chạy, Rain đang vẫn đang giữ được mid, và hai thành viên còn lại của SK mình họ đang quyết định xếp súng ở City Bay. Và tỷ số thì chắc chắn sẽ là 3-4 cho Fakeland mà rồi. Một round thắng rất quan trọng cho Fakeland. Khi mà SK Gaming cũng yếu tiền, và round sau họ sẽ phải full eco một round đấu nữa. Cơ hội để Fakeland có cho mình ra thắng thứ tư. Tỷ số là 3-4 dành cho Fakeland. Và chúng ta hãy xem tình huống di chuyển rất khéo. Tình huống di chuyển rất khéo của Rain. Và sau đó Rain vừa nhảy xuống chân chạm đất, phát bắn đúng một viên vào đầu Cozera luôn. Rất khó cho Cozera tình huống rồi. Và chúng ta sẽ đến với round đấu tiếp theo. Một round eco dành cho thành viên team SK Gaming. Đây là một round full eco của SK Gaming. Cozera vẫn lên cho mình một khẩu Deco. Trong cái đó thì có vẻ như Fakeland họ đang chuẩn bị set up bom xe A. Đi 3 lầu A. Một ở ram mà búp một quả flash chuẩn bị sẽ tràn ra với một quả flash. Một mình Carrigan sẽ là người bài tờ mid rồi. Bây giờ thì Boss vừa có một mạng lên. Double kill cho Boss rồi. Chưa có triple kill. Vâng, Nico chỉ còn 8 máu rồi. Sợ rồi. Bây giờ thì Boss hàng của Carrigan. Như vậy các thành viên của team SK Gaming họ đang có cái lợi thế rất lớn. Qua đi lên đổi được một mạng của Fer. Tình huống bây giờ đang là 4v1. Chỉ lại một mình Guardian mà thôi. Có họp nhưng các thành viên của team SK mình họ đang có lợi thế rất lớn về người. Và Guardian đang cố gắng tỏa sáng ở tình huống này.
Vâng, một round thua rất tai hại từ thành viên Fakeland. Lại một lần nữa chúng ta thấy Fakeland để thua một round Pogba, một round Eco đúng hơn. Và chúng ta hãy xem Warden đang quá xử lý. Warden đang muốn đẩy với T-Bay. Rất bất ngờ, và chúng ta hãy xem Warden. Và như vậy Taco là người chiến thắng. Tỷ số bây giờ là 5-3 cho SK Gaming. Và cách viên Fakeland thì họ vẫn đủ tiền để pull buy thêm một round đấu nữa. Vâng, một round thua rất bất ngờ. Và đó là một tình huống bắn quá xuất sắc đến từ bot. Các bạn thấy tình huống này là một tình huống đích nhảy lâu láo. Nhưng bot trong tình huống này có đến 2 mạng. Và thậm chí bot bắn yếu luôn cả player thứ 3. Và sau đó thì bot có cho mình 3 mạng. 3 mạng cùng lầu A. Vâng, rất đen cho các thành viên của team SK Gaming. Và team Fakeland họ quyết định nhảy lầu. Nhưng mà team SK Gaming họ lại cho player duy nhất có súng, đó là bot, đứng ở ngay khu vực jungle. Và tình huống nhảy lầu vừa rồi đó là một tình tham minh quá hay của boss, khiến cho cái tactic của team Fakeland trở nên thất bại. Rõ ràng ở cái ta round đấu vừa rồi mình nghĩ rằng Fakeland họ chuyển bán đơn giản rồi họ sẽ thắng. Nhưng họ đã chọn một cái tactic khá là phức tạp. Và hậu quả đó là round thắng thứ 5 dành cho team SK Gaming. Bây giờ thì SK Gaming đủ tiền để full buy. Vâng, các bạn thấy Kozera chủ động ném một quả smoke về connector cho những người đồng đội của mình ở khu bom site A. Trong khi đó thì Fer vẫn là người quẩy sau quả smoke. Vâng, Fer là người bắn sau smoke. Và bây giờ thì Fer nhìn thấy rồi. À đây rồi, kia Fer, kia kia. Đấy, giời ơi. Ngon lành cành đào như thế mà ông sơi được nữa thì làm ăn gì trò trống cho đất nước này nữa. Bây giờ thì các bạn thấy rằng Rain đang đứng bò sau quả smoke rồi. Đã đẩy vào connector đến từ vị trí của Rain. Quả smoke one way là rất khó chịu. Tình huống vừa rồi Fer là người nhìn thấy địch, còn địch thì lại không nhìn thấy Fer. Vâng, bây giờ thì Fer lắc ra mid check, nhưng Fer có vẻ như không biết rằng Rain đang đứng ở connector. Trong khi đó Rain đã phát hiện ra vị trí Fer rồi. Bây giờ thì Fer bỏ hoàn toàn, và chúng ta xem qua đến sẽ đối đọc với Fallen. Fallen có vẻ như vừa sai timing. Fallen sai timing rồi, nhưng Fallen nhìn thấy và Fallen headshot được Rain. Bây giờ trong bom vẫn còn 4-5-3 dành cho team SK Gaming. Fallen đang bắn cương lầu A. Và bây giờ thì Kai Gan đẩy lên và hạ gục bot rồi. 4-3 đẩy được lầu B và biết được bom sai B clear. Chắc chắn sẽ là đánh A. Thành viên của team SK họ đang bắt đầu hack về khu bom xe A rồi. Móc khu vực T-Bay đến từ vị trí của Taco. Fallen vẫn đang góc cây đẹp. Và cái đéo gì vậy? Vâng, Karigan làm gì vậy? Biết rằng khu vực T-Bay có người, tại sao Karigan lại có tình huống đặt bom rất ngây thơ? Và bây giờ thời gian đang là cận kề rồi. Bây giờ bắt buộc phải đặt bom đẩy ra. Fallen vẫn đang đắp đi. Và chúng ta xem tình huống đẩy ra tập thể. Và như vậy là Kozera headshot đi cổ. Đẹp vào kia cho Kozera. Rao thắng thứ 6 thuộc về SK Gaming rồi. 6 bài cho SK Gaming. Liệu SK có phải là cái tên đầu tiên có thể đánh bại Fakeland trong một giải LAN hay không đây? Vâng, nếu chiến thắng được Fakeland thì SK sẽ là cái tên đầu tiên chấm dứt mạch bất bại của Fakeland ở tất cả các giải LAN. 3 tháng vừa rồi là cái khoảng thời gian mà Fakeland họ không biết thua là gì ở tất cả các giải LAN. Một khoảng thời gian mà họ bất bại, họ liên tục chiến thắng và thậm chí họ còn không cho đối phương lên đến quá 10 round. Nhưng bây giờ thì SK Gaming họ đang có một màn trình diễn rất tốt ở map tiêu này. Và đây là một góc kê, các bạn thấy một tình huống rất quái từ Fallen. Nhìn thấy khẩu AK và một nửa cái đầu của Rain. Một pha đặt bom rất bất ngờ, tôi không hiểu tại sao City Bay chưa clear nhưng Karigan lại quyết định đặt bom tình huống vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 6-3 dành cho các thành viên của team SK Gaming. Và Karigan đang bắt đầu có trạng thái cóng rồi. Một cái điều mà có lẽ là anh không bao giờ gặp, trước giờ chưa gặp ở những cái giải đấu vừa rồi. Những cái giải đấu vừa rồi, kể cả trong những trận chung kết, các bạn đều thấy SK Gaming, Fakeland họ bắn rất một chiều. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay chỉ trong một cái trận đấu vòng bảng thôi, và họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ là một round full eco, 5 khẩu Glock sẽ là một cố gắng đặt bom từ Fakeland. Bởi vì chúng ta hãy xem, chuẩn bị tràn lên ram đây, sẽ làm chúng tràn chay lên ram. Và giờ thì nhảy lâu ra, mạng đầu tiên từ cái bot, fail hạ gục được Rain. Tiếp theo thì sao, double kill cho bot rồi, khó rồi, triple kill cho bot, và chỉ còn lại một mình Nico thôi. Giờ thì Nico đã bắn nhau, và như vậy là Nico đổi được một mạng trước khi nằm xuống bởi Fallen. 7 bài cho SK Gaming, vẫn là một round đấu đơn giản để cho thành viên của team SK Gaming. Rõ ràng trong round đấu vừa rồi thì Fakeland họ full Nico, 5 khẩu Glock và cơ hội cho họ là không có. Rõ ràng là Fakeland trong round đấu rồi họ chỉ mong muốn có một cái điều, đó là đặt được bom. Vâng, mong muốn có người có một điều, đó là đặt được bom trong tình huống vừa rồi mà thôi. Tỷ số bây giờ là 7-3 dành cho team SK Gaming. Nhưng round đấu vừa rồi thì các thành viên Fakeland họ không đặt được bom để lấy tiền. Bây giờ thì các bạn có thấy rằng từ đầu trận giờ Fallen luôn luôn bắn ở khu vực City Bay, không có off mid. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại tất cả các top team pro họ đều không bắn off mid. Tại vì khu vực mid thì kiểu gì các bạn sẽ bị smoke che mắt, và khẩu off lúc ấy rất phế. Fallen bây giờ đang đẩy ram gần,
Trong khi đó thì các anh viên bây giờ làm chúng đẩy vào shot nhanh đến từ các anh viên của team Vick lên. Một tác tích rất bất ngờ. Chúng ta sẽ xem câu Zena sai đang bị rồi. Biển câu Zena một mạng nhưng ngay lập tức giảm xuống. Qua đền nào của Taco bom sẽ bê thủng rồi. Phơ có vẻ như đoán được đối phương. Và như vậy là Phơ đã bắt được Karigan từ tướng Biter vừa rồi. Một tướng Biter jungle của Karigan nhưng đã bị bắt bởi Phơ. 3v3 và chắc chắn SK Gaming sẽ retake bom từ này khi mà họ đang còn khá nhiều tiền. Vâng, round thua vừa rồi các bạn thấy một lần nữa Taco lại chết chay. Một tướng nhảy qua smoke đến từ Guardian và Guardian giết được Taco. Rõ ràng Taco vẫn là một player yếu nhất của team SK Gaming thời điểm hiện tại. Và giờ thì các anh viên của team SK họ đã có được những vị trí quan trọng, có Market, có B-Shot và có luôn cả LB. Poland đang đẩy vào và như vậy là Nico đứng lỗi. Wyatt đổi được một bạn rồi, 2v2. Bây giờ Lopester là Offer. Boss có cho mình một bạn trước khi làm xuống bên Wyatt. Và round thắng thứ tư đã thuộc về Fake Clan. Tuy nhiên đó cũng là một round thắng rất vất vả. Các bạn thấy rằng Fake Clan vừa rồi họ mất đến 4 súng. Rõ ràng họ đã chiếm được bom CB từ rất sớm, nhưng sau đó việc để giữ được cái quả bom này thì họ mất đến 4 người. Tỷ số bây giờ là 4-7 dành cho các anh viên Fake Clan. Và trận đấu vẫn đang diễn ra rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Và đây sẽ là round yếu súng của Fake Clan rồi. Key round trận đấu ngày hôm nay thì Fake Clan 2 UP45 và 1 khẩu CZ75. Có vẻ như Fake Clan họ đang cố gắng set up full bom CA. Vâng, vào vị trí ném bom ngay từ đầu round khi thời gian mới chỉ là 1 phút 43 giây. Trong cái đó thì SK Minh họ đang bắn đội hình default. Bot đứng trên lầu và Fallen lại là người đứng trong bom, đứng trong thùng method. Phơ bắn connector và Câu Zera là người bắn B-Shot. Đây là một đúng setup bom xe A cơ bản đến từ các viên của team Fake Clan rồi. Chúng ta thấy setup bom xe A cơ bản, ngay lập tức lửa để trả ra. Fake không thể tràn được vào. Rất nhiều bom, lửa ném thẳng vào khu vực thùng bom gần. Vâng, cái thùng bom cơ bản và không cho đối phương đứng gần. Nhưng các thành viên Fake Clan họ không đẩy lên. Đây sẽ đúng fake bom 2 lần. Vâng, setup lần 1 và bây giờ thì setup lần 2. Setup 2 lần bom đến từ các viên Fake Clan khá là khó chịu. 5 quả smoke đã được ném ra. Bây giờ thì bắt đầu trả bom lên và chúng ta xem mạng đầu tiên thành cho bot rồi. Bot vẫn chưa làm xuống. Bây giờ thì bot bị hung bởi Nico. Tiếp theo thì Poland bắn trượt một viên rồi. Hỏng rồi, trượt là không có cơ hội nữa. Poland bị quay. Và bây giờ thì Poland bị hung bởi Karigan và vứt cho đối phương một khẩu họp. Rõ ràng là đẳng cấp pro, các bạn bắn trượt họp thì các bạn chắc chắn sẽ nằm. Vâng, Câu Zera là người tiếp theo lên bảng bởi Nico. Và giờ thì Taco. Taco đổi được một mạng nhưng Taco chỉ còn 4 máu thôi. Quyết định xếp súng chẳng. Bây giờ Taco đang đổi vị trí. Phơ đang có một tiếng móc được khung lầu A nhưng rất là khó tiếng húng này khi đang làm tiếng 2v3. Bây giờ thì Phơ cần phải có tình huống tỏa sáng cá nhân, cần phải làm ít nhất 2 mạng để may ra một cơ hội. Chúng ta hãy xem Phơ sẽ làm gì đây. Phơ như vậy, Wyatt đã check được Phơ rồi. Sẽ làm tiếng xếp súng dành cho Taco rồi. Round thắng thứ. Vâng, Taco làm gì vậy? Trốn đi, trốn mẹ mày đi. Vâng, đang chạy rất nhanh Taco nhưng bây giờ Nico đã bunny. Vâng, Nico đã đuổi theo đít rồi. Các bạn thấy Taco sẽ đối đầu với Nico. Taco đang rút dao ra và Nico đã áp sát vào gần. Chúng ta thấy tỷ số là 5-7 cho Fake Clan. Một round thua và lỗi là thuộc vô lần. Và rất may từ vừa rồi Taco đã xếp thành công súng. Và như vậy SK Gaming sẽ phải eco một round đấu sau cái round thua vừa rồi. Một tình huống mà Fallen chọn một cái vị trí, đó là một cái vị trí khá là mạo hiểm, nhưng đó là một vị trí bất ngờ. Nhưng tình huống bắn off đầu tiên của Fallen đã trượt, khiến cho Fallen bị quay. Rõ ràng thì vừa rồi nếu Fallen giết được một thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn so với SK Gaming. Nhưng đó là một tiếng mặt trượt của Fallen. Và ở tầm cỡ pro thì các bạn không bao giờ có một cơ hội thứ hai. Và bây giờ thì SK Gaming bắt buộc phải có một tiếng huống time out tactic. Sau những cái round thua vừa rồi sẽ có một round eco. Và chúng ta thấy rằng Câu Zera đang đưa ra khá nhiều ý kiến cho Fallen. Câu Zera sẽ là người đưa thông tin để cho Fallen có thể phân tích tình hình cách dễ dàng nhất có thể. Phơ thì tất nhiên là khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng và nói rất ít. Phơ thì chắc chỉ mở mồm ra là round này tao sẽ đẩy đâu, thế thôi. Còn Bot thì có lẽ sẽ không góp ý kiến, chỉ có là bảo em canh đâu thì em canh đấy thôi. Và tỷ số bây giờ là 5-7 dành cho Fake Clan. Taco đang người duy nhất có súng. Vâng, Taco đã được điều động ra một vị trí quan trọng hơn. Và như vậy là một đúng đẩy lầu A không thành công của Phơ. Tôi vừa nói xong mà tôi biết ngay mà. Thằng Phơ nó bảo là round này nó đẩy đâu. Bây giờ thì Guardian có được một mạng. Ngay lập tức Taco nằm xuống bởi Taco đã nằm xuống bởi Rain rồi. 2v5. Bot vừa đổi được một mạng thành công, nhưng đó là mạng tiếp theo dành cho Karigan. Còn lại một mình Fallen mà thôi. Fallen sẽ đối đầu với ai đây? Vâng, Nico sẽ đối đầu với Fallen. Nhưng Nico đang không biết Fallen đang đẩy lầu A rồi.
Và giờ thì khả năng rất cao Poland sẽ có được một mạng. Và bây giờ Poland hạ gục được Nico, nhưng bom chắc chắn sẽ đặt thành công của B. Và tỷ số là 6-7 cho team Faith Clan. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất là căng thẳng và thật sự vẫn đang là khá là khó đoán khi cả hai team đều đang thi đấu tốt. Sáu bảy và có lẽ là Poland nên xếp thành công của AK này, khi mà các bạn thấy rằng Poland đang có một quả bom lửa trị giá 400 đô, cộng thêm khẩu AK 2700 đô, 3100, và rõ ràng xếp súng tình huống này sẽ có lợi cho Poland rất nhiều. Các bạn có thể thấy cái vị trí mà Poland đang chọn là một cái vị trí rất mạo hiểm. Rõ ràng là Poland luôn luôn chọn những vị trí theo kiểu là hack não đối phương rất nhiều, và khi mà lỗi skill thì những vị trí này các bạn thường chắc chắn chết. Còn một số player thì họ sẽ chọn vị trí theo kiểu an toàn. Vị trí an toàn thì có một cái lợi, đó là các bạn bắn trượt các bạn thì lùi được. Nhưng vị trí an toàn thì đó cũng là một cái vị trí các bạn thường sẽ bị đối phương đặt tâm và check rất cẩn thận. Còn những cái vị trí nguy hiểm thì là cái vị trí mà đối phương sẽ không check kỹ càng, thường sẽ là như vậy. 6-7 dành cho Faith Clan. Và bây giờ thì SK mình có một round full buy. Vâng, có vẻ như Taco đã được drop cho một khẩu AK đi mày. Đúng là như vậy, Taco được đồng đội drop một khẩu AK và Taco là người duy nhất full bom có kit trong round này. Trong cái đó 4 thành viên còn lại của SK Gaming thì không ai có kit cả. Bây giờ thì có vẻ như Faith Clan lại diễn lại cái bài này một lần nữa. Vâng, lại là một bài fake setup bom xe A, hay là họ ném bom xe A và họ sẽ lên luôn. Chúng ta cùng chờ xem full bom xe A không lên luôn. Vâng, lại một lần nữa diễn lại cái bài này rồi. Hai quả smoke che răng ngồ và ladder thì không lên luôn. Giờ thì đang walk ngược về B và chúng ta sẽ phơ lộ vị trí rồi. Vâng, bây giờ thì Phơ ngay tức Phơ trả quả smoke rất thông minh đến từ thanh niên Phơ. Giờ thì chúng ta sẽ Phơ còn một bảng Olofaster rồi, một tình huống đẩy rất láo từ thanh niên Phơ. Và giờ thì có cover từ câu Zera. Vâng, quả flash là khá khó chịu và câu Zera bắt buộc lùi về. Bây giờ thì tràn ra mid đến từ team SK, team Faith Clan, nhưng bây giờ thì các anh viên của SK họ đã lùi hết về rồi. Bây giờ thì câu Zera hạ gục game là cũng bị sót lợi thế người thuộc về SK Gaming. Lại là cái tên Phơ lại đẩy rất nhanh chóng. Vâng, chỉ cần một thoáng sơ sẩy mà thôi, như vậy là Phơ vừa đã bị hạ gục bởi Nico. Ngay lập tức thì Guardian cũng hạ gục câu Zera. Taco có cho mình một mạng của Guardian ở khu lầu B. 2-3 dành cho team Faith Clan. Hơi khó rồi, Poland đang bắn cương một connector gần. Và Poland lộ vị trí rồi, chúng ta cùng xem. Như vậy là Poland lại là người chiến thắng. Mặc dù Poland đã lộ vị trí của tình huống xử lý vừa rồi, Nico đang cố gắng nhưng bom rơi connector khá khó thì lúc này. Giờ thì Nico đang đẩy vào, đã chiếm được bom xe từ Nico. Vâng, Poland đang nấp rất kín vào xử lý này và chúng ta xem Nico đẩy vào. Và bây giờ đó là mạng cuối cùng dành cho bot. Round thắng thứ 8 anh cho SK Gaming. Vâng, các bạn có thể thấy cứ một điều đó là các thành viên của team Faith Clan họ cứ bỏ kê lúc nào, chỗ nào và y rằng thấy thằng Phơ nó sẽ đẩy ngay sau đít chỗ đấy. Đẩy ôn nào, đẩy mọi khắp mọi nơi, cứ chỗ nào trống là sẽ đút vào. Cũng là thành viên Phơ, chỗ nào trống là đút vào ngay lập tức, không bao giờ để cho đối phương kịp hình dung ra sự việc đã xảy ra như thế nào. Tỷ số bây giờ là 8-6 anh cho team SK Gaming. Bây giờ thì các viên Faith Clan họ vẫn đủ tiền để full buy. Đây là last round của đấu rồi. Đây là một thùng phi lao đến từ các viên của team Faith Clan. Và như vậy Olof có một bạn Poland đổi mạng thành công, nhưng ngay tức qua đến kết thúc được Poland. Bây giờ thì vẫn còn. Vâng, như vậy là bot cũng chết chay luôn cuộc xin thứ 7. Một round bắt bài từ các viên của team Faith Clan, một tiếng bắt bài. Và bây giờ thì Phơ lại đối đầu với Karigan úp flash luôn. Lần này thì có vẻ như đoán ra rồi, nhưng Phơ vẫn kịp headshot Nico. Timing sai rồi. Vâng, đó là một bất ngờ rất lớn mà Faith Clan dành cho Phơ. Một tình huống các bạn để thấy rằng các viên Faith Clan họ mặc định luôn là Phơ là đứng ở đằng sau, họ úp úp bật flash luôn. Và bây giờ Taco chỉ còn lại một mình thôi, 1-2. Bây giờ thì Taco có một smoke và chúng ta sẽ xem. Vâng, như vậy là Taco cũng đã nằm xuống rồi. Và round thắng thứ 7 đã thuộc về Faith Clan trận đấu ngày hôm nay. Vâng, bot có cho mình 17 frag và rõ ràng bot đang là người bắn rất tốt ở map tiểu Mirage này. Và round đấu vừa rồi, một lần nữa, lần này thì có vẻ như Faith Clan họ đã biết hoàn toàn là Phơ chắc chắn đang móc ở khu vực T-Bay. Các bạn có thấy ném luôn flash để đẩy về luôn và hai người đẩy. Trong tình huống vừa rồi thì Phơ chỉ nghĩ rằng là đối phương chỉ có một người thôi, tại vì đa phần kê móc thì chỉ có một người kê thôi, chả có team nào kê hai người kê móc. Nhưng các thành viên của team Faith Clan họ dùng đến hai người để kê móc trong tình huống rồi, khi mà họ đoán hoàn toàn là Phơ đang là người móc và Phơ giết được một và rút dao ra và không nghĩ rằng vẫn còn người nữa. Rất đáng tiếc của thanh niên Phơ. 7-8 dành cho team Faith Clan. Và round đấu vừa rồi một round đấu bắn rất láo của Faith Clan, khi mà Faith Clan họ đoán được rằng
SK mình họ canh một CB xa, thế nên họ búc một quả flash lên ram, bắt đầu họ chạy luôn qua smoke và họ chiếm bom xe rất dễ dàng, thậm chí họ còn bắn yếu luôn cả bot. Sau đó là một tình huống bắn đi rất nhanh của Olofmeister tăng ra khu vực ladder, tăng ra khu vực ladder và giết được một player của team Fakeland, và Fallen chỉ đổi được một trước khi nằm xuống bởi Guardian thôi. Mọi tình huống diễn ra rất nhanh, 8-7. Và bây giờ Fakeland họ đang bắt bài bom xe B rồi. Các bạn thấy tactic cơ bản 3B, 1 mid và 1 solo A. Giờ thì Taco đang tăng ra, một mình Taco vào rồi. Vâng, Taco chưa có mạng, Taco bị bắn yếu rồi. Taco đã gặp khó rồi, Taco đi về không? Về được hay không mới là vấn đề. Taco vẫn đang gây rất nhiều khó chịu bằng 18 máu. Và như vậy Taco nằm xuống Medico. Một tình huống fake bomb say mê. Và bây giờ thì fake bomb say mê mê bắt đầu tràn ra thật. Vâng, một tình huống fake bomb say mê. Fake luôn cả A. Bốt một mình lên A tình huống này. Và bây giờ thì tràn ra bomb say mê thật rồi. Cardigan vẫn đang giữ bomb say mê. Cardigan đang trốn rất tốt. Và bây giờ Cardigan lộ vị trí rồi. Chúng ta hãy xem Cardigan. Cardigan đang đấu súng. Vâng, bị quay rồi và Cardigan bị ăn bởi Pearl. Vâng, fake trong fake đến từ team SK Gaming, bom đây là thành công. Và bây giờ thì Vico nằm xuống bởi Pearl, double kill cho Pearl. Guardian móc được Pearl trong tình này, 2-3-3. Vâng, bom xe A vẫn còn một người. Bom xe A đã bách về, đang tiếng móc lầu B. Vâng, hai player của Fakeland đang đứng lầu B, nhưng vẫn có tiếng móc lầu B. Đó là ai đây? Vâng, như vậy là bot đã móc được Guardian. Bây giờ thì bot có cho mình bàn thứ hai. Trở lại một mình Red rồi, Red đang cố gắng. Vâng, như vậy là Red bị headshot về cầu xe A rồi. 9-7 của team SK Gaming. Một tình huống fake B rất hay từ team SK Gaming. Họ đi 4B, họ chỉ cho một mình Taco ra lộ diện. Và Taco đẩy ra bắn nhau với team Fakeland như kiểu là bố đời. Sau đó Taco chết, Taco vừa chết xong thì có một thành mình bot là người đi A. Bot lại đẩy lên ram bắn nhau âm ý ở khu vực A ram, khiến cho SK Gaming ở Fakeland họ tưởng rằng họ bị lừa. Họ tưởng họ bị lừa và họ chạy ngược hết về khu vực bom xe A. Và chỉ còn lại một mình Cardigan, thì đến lúc này ba thành viên của SK Gaming họ đẩy ra bom xe B. Một tình huống lừa đảo rất hay từ team SK Gaming. Thật sự là tình huống rồi. Họ fake khá là hay trong pha xử lý vừa rồi. 9-7 dành cho team SK Gaming rồi. Và sau đó thì bot các bạn để thấy hai player của team Fakeland móc lầu B, thì sau đó bot lại móc ngược. Và bây giờ thì Pearl lại có tình huống phi rất là chó điên. Một mạng này cho Pearl ngay từ rất sớm. Rain là người nằm xuống. Và Cardigan đang bắn B-shot và chúng ta lại xem. Bây giờ Pearl đang đẩy lên rồi. Và chúng ta xem Cardigan. Cardigan lộ vị trí rồi. Bây giờ thì Cardigan đang bị quẩy. Và chúng ta xem Cardigan đang cố gắng cân bằng số người. Bây giờ Cardigan đẩy vào một mạng cho Cardigan. Ngay lập tức Taco đổi mạng thành công. Vẫn làm thì cũng 4-3. Olofmeister đã chiếm được lầu B. Giờ thì Fallen cần phải kê chắc. Và chúng ta xem Fallen đang bò vào. Và bây giờ thì Olofmeister shot được Fallen. Và cảm ơn với khẩu mắc 10. 3-3. Bắt buộc phải đánh A rồi. Khi mà lầu B không chiếm được. Nico đang là người duy nhất đứng ở A. Và Nico đã quyết định đẩy A-Ram rồi. Vâng, chưa ai biết Nico ở khu vực A-Ram cả. Bây giờ thì đã chiếm được jungle đến từ vị trí của Phờ. Và chúng ta hãy xem. Vẫn đang cố gắng. Nico đã có cho mình một vị trí khá đẹp trong tình huống xử lý này. Vâng, như vậy Olofmeister đã bị phát hiện. 3-3. Và bây giờ thì bot hạ gục được Guardian ở khu vực City Bay rồi. Khó cho các viên của team SK Fakeland. Bây giờ Nico sẽ là key player. Nico cũng đã lộ. Vâng, như vậy vị trí của Nico lộ thì khó rồi. Và đó là mạng thứ hai dành cho Taco trong round này. Chỉ còn lại một mình Olofmeister với 26 máu thôi. Giờ thì Olofmeister đang có những cố gắng trong vô vọng lộ tiếng rồi. Và bây giờ thì Pearl sẽ giết đốt Olofmeister. Và đúng như tôi nói, 17 dành cho team SK Gaming. 17 dành cho team SK Gaming. Và lợi thế đang thuộc về SK Gaming ở trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì Fakeland sẽ có thêm một round full eco, cơ hội để Fakeland có cho mình round thắng thứ 11. Ngày hôm nay thì Fakeland họ để thua quá nhiều round fog bài, 2 lần để thua fog bài. Và đó là lý do tại sao Fakeland họ đang bị dẫn. Vâng, bắn 5 mid luôn đến từ Fakeland. Một mạng dành cho Cô Zeta, double kill cho Taco và triple kill cho Taco. Một round đấu diễn ra chỉ mất 10 giây thôi. Không phải 10 giây mà thực ra nó là 5 giây. 5 giây ở round đấu kết thúc. Fakeland bắn 5 khẩu USP, bắn cường mid, nhưng đó là một sai lầm. Khi mà SK Gaming họ ra mid rất đông trong tình huống vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 11-7 dành cho các viên của SK Gaming. Mười ba giây là thời gian mà round đấu kết thúc. Còn mình đang nói 5 giây có nghĩa là nó diễn ra bắn nhau trong 5 giây. Anh em hiểu không? Nghĩa là đến lúc nó bắt đầu bắn nhau đến lúc nó kết thúc trận đấu là chỉ có khoảng mất khoảng 5 giây để bắn nhau thôi. Quá là nhanh trong round đấu vừa rồi. Vâng, bây giờ thì SK Gaming đang là người bao tactic. Các bạn biết vì sao? Tại vì SK Gaming biết rằng round đấu này Fakeland yếu tiền. Và đây sẽ là key round trận đấu. Thắng round này thì Fakeland sẽ phải eco thêm một round đấu nữa. Thế nên nó quyết định bao tactic trong tiếng này để nó cố gắng ăn bằng được cái round đấu này. Bây giờ thì nó đang bàn chiến thuật.
khả năng cao sẽ nằm dưới setup full bo. Tại vì ở những round yếu tiền như này thì các anh viên của team Fakeland họ sẽ không đủ tiền để mua đủ bom, họ chỉ có súng thôi. Và bom sẽ rất ít, và chúng tôi vừa nói xong các bạn nhìn thấy 4 quả smoke đến từ team Fakeland và không có flash, không có nade, không có gì cả. Vâng, yếu tiền đúng như tôi nói, và bây giờ SK mình sẽ triển khai đội hình như nào. Fakeland chắc chắn sẽ cố gắng đấu súng trong round này, sẽ cố gắng đẩy ra những tình huống đấu súng. Vâng, trong khi đó thì SK mình đang bắn rất nhiều những khẩu SMG. Rain và Karrigan đang có giáp 1, còn Guardian không có giáp đầu. Và rõ ràng với những khẩu SMG mà bắn vào đầu thì chắc chắn những player này sẽ nằm xuống rất nhanh. Và tôi đang chờ đợi SK đang định làm gì đây. Cống có 1 và các thành viên của SK chưa tích cầu qua biên phát hiện ra vị trí của Nico rồi. Và ngay từ khi Nico bị headshot bởi Poland. Vâng, Nico có giáp đầu nhưng mà cuối cùng Nico lại solo thua Poland trong tình huống vừa rồi. Khi mà Poland chỉ cầm một khẩu UP45 mà thôi. Vâng, bây giờ thì các thành viên của SK có vẻ như họ đang định fake B. Họ fake B lần 1 và sau đó thì họ nhảy cống về A chăng? Có vẻ là như vậy. Sẽ lắp fake B một lần, sau đó fake A một lần nữa. Đây các bạn để thấy, bot đang fake A. Và bây giờ thì có vẻ như sẽ làm tụ đánh ra B, móc shot vào đến từ vị trí của Fer rồi. Bây giờ thì Fer sẽ là một vị trí rất quan trọng, chúng ta hãy xem Fer đang tăng vào. Fer cần phải là người vào trước. Đang cũng đúng kẹp hai trong bóng B, chúng ta cũng xem. Bây giờ thì Karrigan bị áo bởi Tango, đổi được một mạng cho Olof Ester. Và Olof lộ rồi, bây giờ qua đường có cho mình một mạng vô lên. Olof nằm xuống với cơ xe là 3-2 và bom xe B đã thủng rồi. Hai mắc kít sẽ không phải là dễ để retake bom tiếng này. Chúng ta hãy chờ xem, Fer sẽ là một vị trí rất quan trọng, đang nhá rất nhiều. Fer sẽ đưa lên, và đó là mạng dành cho Fer. Hậu quả của việc không có giáp đầu, lên chết rất nhanh thì cũng vừa rồi các bạn thấy. Bây giờ thì Qua Điền đang cuồng xếp súng. Fer đang đuổi theo rất cục súc. Và Qua Điền nằm xuống với bốt rồi, và đào thắng thứ 12 đến thuộc với SK Gaming. Tình huống vừa rồi chúng ta để thấy việc lên không có giáp đầu và Fer bắn chết lên rất nhanh, dù là cầm một khẩu mắc 10. Nếu tình huống rồi mà Rain có giáp đầu thì chắc chắn thanh niên Rain sẽ chết không nhanh như vậy. Không có giáp đầu và bị thanh niên Fer bắn một phát vào đầu và yếu máu luôn. Và sau đó thì viên thứ hai là chết luôn, rất nhanh chóng. 12-7 dành cho team SK Gaming. Vâng, có vẻ như là Fakeland đang gặp một đối thủ thực sự. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Fakeland đang bị rep ở hai map tủ của họ, đó là map Mirage và Overpass. Bây giờ thì map Mirage thì họ cũng đang bị đối phương dẫn trước khá là sâu với tỷ số 12-7. Và bây giờ thì Fakeland đang có thêm một round Eco nữa, 12-7 và thêm một round Eco nữa. Lại là một tăng lên đến từ Fer. Các bạn thấy những pha phi lên của Fer là rất nhanh, rất tủ. Fer đã chiếm được vùng mid gần rồi. Và bây giờ thì một mạng cho Olof Ester. Vâng, Olof Ester chỉ còn 6 máu thôi. Olof Ester đang quăng trốn. Trong đó thì Fer vẫn đang dùng bài tờ đẩy qua quả smoke luôn. Bây giờ Taco, vâng, Taco đang chọn cho mình một cái góc, một cái góc rất dị, một cái góc giữa đường. Và bây giờ thì Fer lại là một thứ bỏ bom xe à. Nhưng lần này thì Fer không có mạng rồi. Nico đã bắn tốt cho pha xử lý này. Và chúng ta cũng chờ xem đẩy vào B chăng. Sẽ là một thứ đánh B đến từ cách biên của team SK Gaming. Nhưng lầu B có một người, lầu B có một người, đó là Karrigan. Và bây giờ thì sẽ chiếm được bom xe B, nhưng khu vực lầu B chưa clear. Bây giờ thì các thành viên của team SK cũng biết điều này hay không. Họ đã chiếm được B rồi, sẽ đặt bom thành công 5v3. Và bây giờ thì Karrigan bắt đầu móc, và Karrigan lộ vị trí rồi. Sẽ là đấu súng, bắt buộc phải đấu súng đến từ SK. Và như vậy Nico hạ gục được bot 2v5. Taco đang bị cóng rồi, và bây giờ thì Taco đổi được mạng. Tiếp tục Taco bị cầu máu, đỏ máu đến từ Taco. Và như vậy là Poland nằm xuống. Qua liền kết thúc được Taco và ra thắng thứ 8 thuộc một Fakeland. Một round đấu mà Fakeland họ eco, nhưng cuối cùng họ đã giành chiến thắng của round đấu này. Và họ rất cảm ơn thay mặt họ hàng và gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến team SK Gaming với 4 khẩu súng đến từ các thành viên của SK Gaming. Và các thành viên của team Fakeland round sau họ sẽ có rất nhiều tiền sau khi họ được một đội shipper từ bên Brazil chạy qua, một đội phượt thủ shipper chạy ngang qua tặng cho 4 khẩu súng rất là nhẹ nhàng, 4 súng dành cho các thành viên của team Fakeland. 82 cho team Fakeland. Và bây giờ thì SK mình họ vẫn còn rất nhiều tiền, các bạn thấy chắc chắn là SK vẫn đủ full buy thêm một round đấu nữa nếu có thua trong round này. Và chúng ta cũng chờ xem, vẫn là những điều chiếm mid cơ bản. Và bây giờ là một quả smoke ném ra, và Nico đẩy ngay xuống cầu. Nico sẽ đối đầu với Fer. Vâng, một quả smoke, các bạn thấy quả smoke rất chuẩn chỉ, và Nico đang có một cái góc đẩy xuống, một clear được vực cống một cách dễ dàng, lấy được thông tin cho đồng đội. Trong khi đó thì SK mình họ đang có đội hình kê default, họ không hề đẩy lên. Hai người kê mid, một người kê lầu B và hai người kê A rất cẩn thận. SK biết rằng đối phương sẽ trả bom sớm, và bây giờ SK sẽ chủ động có một tình huống đánh chậm. Chúng ta xem tình huống ra mid chậm này của SK Gaming. Bây giờ thì họ bắt đầu với ra mid,
khi mà Foden đang back về để hỗ trợ cho đồng đội. Vâng, lần lượt 1 phút bắt đầu chiếm mid đến từ SK Gaming, đang bắn rất từ tốn dành cho SK. Và bây giờ là một tình huống stack khá là bài bản, mặc dù đối phương không hề có ai kế mid. Có flash bắt đầu ném ra và đây là một tình huống money. Vâng, cầu Zera đã chiếm được mid rồi. Smoke được ném ra che window. Và chúng ta hãy xem Olofmeister đang nhá với cả cầu Zera. Rất khó chịu đến từ hai player. Thêm một quả flash nữa. Bây giờ thì hoàn toàn control được mid dành cho các thành viên của team SK Gaming. Nhưng vấn đề là thời gian đã không còn nhiều, 35 giây, và SK rõ ràng họ cần phải nhanh hơn. Họ đang còn rất ít thời gian và họ đang tốn quá nhiều thời gian ở mid. 30 giây và đây là 25 giây dành cho các thành viên của team SK Gaming. Bây giờ thì họ bắt buộc phải tràn lên A rồi. Đánh A luôn đến từ SK Gaming, quả smoke che mắt qua đơn rồi. Vâng, bây giờ thì Nico vừa có được một mạng. Tiếp theo, Nico nằm xuống 7 phở 4m4, qua đền vẫn đang bị che mắt. Và bom sẽ đạt thành công hay không? Vâng, có một góc bò gần đến từ vị trí của cầu Zera. Quả lửa lỗi. Và bây giờ cầu Zera vẫn chưa bị bắn trúng. Và bom được đạt thành công. 4m4 dành cho thành viên của team SK mình. Sẽ là một thùng đi tích bom. Fallen bắn chân một viên rồi. Biệt Fallen đang đối đầu với Cardigan. Kéo ọc ra, Cardigan đang sợ hãi lùi lại. Và bây giờ thì Poland là người chiến thắng. Tiếp theo thì một bạn đến từ cầu Zera. Bây giờ thì cũng 2v2. Vâng, đó là một cú sấy tốt của bot. Và bây giờ thì bot nằm xuống với cầu Olofmeister rồi. 1v1 trong tình này. Và Olof có vẻ như phát hiện Poland. Và đó là một tình huống tàm mình quá chính xác của Poland. Tỷ số là 13-8 dành cho SK Gaming. Poland yếu máu và lộ vị trí của tình huống rồi. Nhưng Poland có một tình huống tàm mình rất chuẩn. Khi mà Olofmeister vừa đang định đặt kit gỡ fake thì đúng rồi, Olofmeister chỉ định gỡ fake mà thôi. Nhưng cuối cùng thì khi mà Olofmeister vừa kéo đầu xuống để đặt kit gỡ fake thì Volun đã lắc ra bắn luôn. Đó là một chúng ta mình rất chuẩn đến từ Volun. Mọi thứ là hoàn hảo trong pha xử lý vừa rồi. Và bây giờ Fake Land rất yếu tiền rồi, quyết định vùn bài luôn dành cho Fake Land. 2 AWP và 1 khẩu M4. Trong đó thì Cardigan, Olofmeister đang phải bắn C75. Và bây giờ thì Land bị bắn yếu ngay từ đầu round. Vâng, ngay từ đầu round chúng ta thấy Land chỉ còn 18 máu mà thôi. 18 máu dành cho Rain. Rất khó rồi. SK Gaming, Fakeland đang gặp rất nhiều khó khăn. Và bây giờ thì Nico có một tiếng đẩy mid. Và đấy là một mạng của cầu Zera. Lợi thế người đang thuộc về Fakeland. Kỳ rào trận đấu. Tại vì nếu thua rào này thì Fakeland khả năng cao sẽ thua luôn trận đấu ngày hôm nay. Lợi thế người đang thuộc về Fakeland. Và giờ thì các bạn thấy rằng Cardigan đang có một tiếng ép lầu gần. Và nếu Cardigan bị chết trong tiếng này thì chắc chắn Cardigan sẽ chết. Và chúng ta hãy xem có bò qua smoke hay không. Vâng, hai bên đã đứng sau hai quả smoke. Và bây giờ thì ai sẽ nhìn trước? Và bây giờ thì Taco hàng ông Cardigan rồi. Một tiếng ông Taco đã nhìn thấy đối phương trước. Quả smoke của Olofmeister thì vừa rồi là bị chậm. Olof có ném quả smoke. Và bây giờ thì Olof đã có một tiếng sửa sai với quả nết của mình. Như vậy lợi thế người lại một lần nữa thuộc về Fakeland. Quả nết chính xác. Và bây giờ như vậy là Nico bắn trượt rồi. Và phơ đổi được bạn của Nico. 3m3, Rain nhiều máu, Rain bắt bị lộ vị trí, qua đền kết thúc được bốt rồi. Và bây giờ Rain vẫn chưa có mạng và như vậy Rain chết với quả bóng lửa. Fallen có double kill. Vâng, cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy? Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh và tôi vẫn chưa hiểu cái gì xảy ra. 3m2 và tự nhiên hai thành viên của team Fakeland nằm xuống bom CA. Giờ chỉ còn lại một mình Olofmeister rồi. 1m2, Olofmeister khó rồi, bom đặt đẹp City Bay và các thành viên của team Fakeland họ đang đứng rất đẹp. Và như vậy là Pearl là người kết thúc được Olofmeister, đem về round thắng thứ 14 cho SK Gaming. Và như vậy là Fakeland sẽ yếu tiền trong round tiếp theo này. Yếu tiền đến từ Fakeland rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy một bất ngờ. SK Gaming đội chưa bao giờ đối đầu với cả các thành viên của team Fakeland. Ngày hôm nay SK Gaming đang đứng trước cơ hội rất lớn. Đội đầu tiên trong cái giai đoạn vừa qua cắt đứt mạch bất bại của team Fakeland. Fakeland đã vô địch rất nhiều những giải đấu vừa rồi. Và bây giờ thì Fakeland đang gặp một đối thủ, một cái đối thủ xứng tầm. Và bây giờ thì Fakeland bắt buộc phải có một tình huống tactical timeout, một tình huống power tactic rồi. Rõ ràng SK là một đối thủ xứng tầm của Fakeland. Fallen bắn rất tởm và Fallen cũng là người có não, các bạn có thấy Fallen đang hack não các thành viên của Fakeland rất khó chịu. Rõ ràng là Cardigan ngày hôm nay đang gặp đối thủ rồi. Những tình huống delay của các thành viên của team Fakeland đang chưa phát huy hiệu quả. 14-8 dành cho SK Gaming và bây giờ thì Fakeland quyết định áp cố trong round này. Không còn gì để mất nữa. Chơi tới bến luôn và không có một tình huống eco để chuẩn bị cho round đấu cuối cùng. Mà đây là một tình huống full buy luôn dành cho Fakeland. Cục rồi. Và chúng ta cũng chờ đợi xem Fakeland sẽ thể hiện điều gì trong round này. Và đó là mạng đầu tiên dành cho Fallen. Fallen lại có một tình huống phân bích thành công. Nico chết rất sớm.
Một tình huống mà Nico đang chạy từ bom xe A chạy ngược ra khu vực ladder thì bị Follen giết ngay ở khu vực ram. Một tình huống tham minh rất chuẩn và một tình huống spore đẹp của Follen. Follen đã có cho mình một mạng ngay từ rất sớm. Fate Clan đang đã khó vì bây giờ thì họ lại càng khó hơn rồi. Bây giờ thì các viên Fake Land họ đang trong cái trạng thái rất là lo sợ. Còn SK Gaming họ đang rất tự tin. Các bạn thấy một tiếng bỏ ra mid chay từ Fer. Fer bỏ mid chay và không ném một quả bom gì cả. Một round đầu với SK Gaming đang một tiếng bỏ mid chay, họ không ném một quả bom gì cả. Chắc chắn Fake Land họ sẽ gặp bất ngờ. Fake Land họ đang chờ đối phương ném bom. Nhưng đây là một tiếng bỏ mid chay bỏ thẳng vào shot luôn. Toàn bộ các thành viên của team Fake Land họ không biết một tiếng gì cả. Không có một âm thanh gì ở mid cả. Không có một quả bom nào, không một flash, không một smoke của BB và bom xe B vẫn chưa biết điều gì cả. Ôi giời ơi, bất ngờ chưa? Bất ngờ quá đi. Ôi giời ơi, bất ngờ quá. Vâng, khi mà các viên của Fake Land họ biết được điều gì xảy ra thì họ đã đều nằm xuống rồi. Một cái tactic lại một lần nữa. Các viên SK mình họ hack não được đối phương. Tactic rất dị, bỏ từ mid bỏ thẳng vào cho khu bom xe B, bỏ vào bị sót không ném một quả flash, một quả smoke gì cả. Và bây giờ trở lại một mình lên mà thôi. Vâng, cả Karrigan tình huống rồi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi mà ở khu mid không có một quả bom nào nổ. Và không hiểu tại sao ba thành viên của SK mình đã ngồi trong bom xe B rồi. Và như vậy là Fer bắn không khác gì hack được tình huống này. Rain kê trước nhưng Fer lại lắc vào và headshot được Rain ngay lập tức. 15-8 dành cho team SK Gaming. Và đúng là Fake Clan ngày hôm nay có lẽ là họ cần phải gọi 115 cứu thương ngay lập tức. Khó thở. Đã lâu rồi tôi thấy các thành viên Fake Clan họ khó thở đến như vậy. Quá là khó thở. Lại một lần nữa chúng ta thấy được đẳng cấp của Fallen trong round đấu vừa rồi. Bỏ từ mid, bỏ thẳng vào B. Không ném một quả bom nào cả. Không lộ một tiếng động nào cả. Và toàn bộ các viên Fake Clan họ đều không tin là đối phương dám làm như vậy. Và giờ Nico cục rồi, Nico đẩy luôn. Ấy cha 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 cha. Vâng, bot đang lùi lại, bot đang kề trước và bot phát hiện ra Nico rồi. Nhá đi. Vâng, Nico có vẻ như biết rằng bị lộ và không đẩy nữa. Bây giờ là một phi mid rất nhanh của SK Gaming. Hai nét được ném ra và Taco giờ chỉ còn lại 40 máu nữa thôi. Một round up cố nữa của Fake Clan. Bắt đầu ném lửa ra. Và giờ thì các bộ đôi của team SK họ đang định stack. Và như vậy nhìn thấy rồi, chưa có mạng dành cho Fer. Fer bị bắn yếu và bây giờ cái lô thì đây. Vâng, Taco headshot về đồng đội của mình. Và bây giờ thì Taco có được hai mạng trước khi nằm xuống 7 rên. Một tình huống Taco nhìn thấy một tình huống đẩy cống. Và bây giờ Nico đang góc đứng rất đẹp và Nico. Vâng, đây rồi, Nico rất bình tĩnh. Tỷ số chắc chắn sẽ là 9-15 dành cho team Fake Clan rồi. Khi mà họ đang 4-2, lợi thế là rất lớn. Và giờ thì định làm lại một lần nữa. Vâng, câu trả lời. Úi dồi ôi, để cho nó nhá em ơi. Nó mới nhá đấy mà sao em đã bắn bắt đầu nó rồi. Vâng, một tình huống chỉ nhá ra của Guardian thôi. Và đã bị headshot 2v3 có thể làm được đến từ SK mình. Họ vẫn đang còn hai player rất xuất sắc. Đặc biệt đó là Fallen. Fallen đang có phong độ rất cao trận đấu ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì câu trả lời bị bắn yếu. Bây giờ thì Fallen. Vâng, Fallen có được một bàn của Nico rồi. 2v2. Một tình huống 4v2 thành 2v2. Tiếp tục thì câu Zeta có mạng thứ hai. Bây giờ thì khó rồi và câu Zeta cũng biết luôn vị trí của Karrigan. Bây giờ thì câu Zeta đối đầu Karrigan. Bây giờ thì đó là triple kill cho câu Zeta. Và tỷ số là 16-8 với các anh viên của team SK Gaming. SK Gaming sẽ là cái tên đầu tiên ghi danh vào trận chung vào vòng playoff. SK Gaming là cái tên đầu tiên vượt qua vòng playoff. Và họ đã đánh thủ đổi, họ đã đánh bại cái đối thủ cực kỳ mạnh. Đó là Fake Clan. Một cái đối thủ mà chưa bao giờ trong vòng 3 tháng ở đây chưa có một ai có thể đánh bại được Fake Clan. Và những cái tỷ số mà SK Gaming họ đánh bại đối phương là rất thuyết phục. 16-2 và 16-8. Mọi thứ là quá hoàn hảo dành cho SK Gaming thời điểm hiện tại. Rõ ràng phép e problem. Phép chính là problem của SK Gaming rồi. Sau cái trận đấu này chúng ta có thể tự tin nói lên điều đó. Khi mà bot đang zone vào team và bot đang bắn rất tốt. Vâng, bot đang bắn rất tốt thời điểm hiện tại rồi.